Mời các bạn lắng nghe chương trình Vẽ kể chuyện chuyên mục Chuyện xưa tích cũ, những truyền thuyết dân gian gây ám ảnh ở Việt Nam. Mẹ ranh càn sát. Đây là một truyền thuyết dân gian gây ám ảnh ở Việt Nam. Tại một ngôi làng thuộc huyện Từ Liêm, có một đứa bé độ 5-6 tuổi. Cứ đêm đến, nó lại xin sang ngủ ở nhà ngoại cách đó rất xa. Nghĩ cháu thương ông bà nên cha mẹ không phản đối. Cứ thế, cả mấy tháng ròng, đứa bé đều đi như vậy. Một lần, người chú gặp ông bà ngoại của đứa bé hỏi chuyện, mới biết nó không hề sang nhà ngủ. Ông chú tức giận và nghi ngờ, bèn đợi tối đến bám theo đứa bé. Nó lấm lét ra khỏi cổng làng, gần đến một cái gò, cây cối tùm, bèn gọi: "Mẹ ơi, con đến rồi." Bỗng trong bụi cây có mấy chục đứa bé, đứa cười, đứa khóc vô cùng nhanh nhở xuất hiện. Một người đàn bà tóc tai xõa sượi, cặp nhũ dài đến một thước, ôm lấy thằng bé mà cho bú. Phê sữa xong, thằng bé van nài bắt bà dắt nó đi theo, kẻo bị phát hiện. Người đàn bà an ủi: "Hạn nợ chưa hết, con phải đợi vài năm nữa. Nếu họ có cho ăn cá chép ba ba thì con nhớ không được ăn, nghe chưa?" Thằng bé vâng lời. Hai mẹ con trò chuyện với nhau xì xào, người chú lặng lẽ ra về. Đến sáng, ông mua cá chép và ba ba nấu chung, gọi thằng bé cho ăn. Thằng bé kiên quyết không ăn, người chú đè ra ép nó và còn đổ cả ra người. Đến tối, ông rình theo thằng bé đến cách cái gò độ mấy chục bước thì bà ta kinh hãi quát lên: "Mày không nghe lời dặn của ta, lại còn đến đây làm gì?" Rồi đuổi thằng bé không cho tới gần. Thằng bé đứng khóc thảm thiết, người chú liền nhảy ra quát lớn thì con mẹ đó vụt biến đi, không thấy đâu nữa. Người chú đem những mai ba ba, xương cá chép vứt vào khắp bụi cây. Nửa đêm, con mẹ kia đến gõ cửa kêu van, xin bỏ những vật ấy đi, trước nó là người mẹ mất con, bị sát hại nên không thể đầu thai, nếu không có chốn dung thân, nó sẽ hóa thành yêu quái để gieo tai vạ. Người chú bất đắc dĩ phải bằng lòng với nó, và bà ta cũng giữ lời không quấy nhiễu thằng bé nữa. Kể tới đây thì mình vẫn chưa hiểu lý do gì mà cá chép và ba ba lại khiến cho bà ta sợ đến vậy. Xấu năm chèo. Truyền thuyết dân gian gây ám ảnh ở Việt Nam phần 2: Yêu quái miền Tây. Và nao còn gọi là xoáy hồ oa, vì nước chảy cuộn dữ tợn, đến nỗi rắn bơi qua bị xoáy vặn đứt đuôi. Nơi đây còn có loài cá dữ rình rập người bơi qua sông, hay ghe thuyền bị lật để ăn thịt người. Người ta đồn có một ông nằm ẩn mình, lâu lâu trồi lên há miệng rất to để đón ghe tàu. Ông là ai? Trước đó, ông Đình Tây sinh xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, vợ cùng một con mất sớm. Ông buồn bã dắt người con còn lại lên vùng Thất Sơn, gặp Đức Phật Tây An để quy y. Vì có ơn cứu người, ông được tặng một con sấu nhỏ dị hình, mũi đỏ, có 5 chân. Dù thầy khuyên không cho nuôi, nhưng ông vẫn lén thử thách 6 ngày 6 đêm nuôi sấu, ghét gô. Nào ngờ con sấu mau ăn chóng lớn, mấy chốc đã to như cái ghe, có 5 chân như 5 mái chèo. Ông Đình Tây quý và coi như đứa con của mình, bèn xích lại cho yên tâm. Nhưng ngặt nỗi, nó còn trẻ vẫn muốn đi chơi. Một đêm mưa to gió lớn, nó bứt xích thoát ra sông. Tuổi trẻ chưa trải sự đời, nó hết bắt gia súc, rượt đuổi dân lành đến ăn thịt người, gieo nỗi khiếp sợ cho người dân. Còn dại cái mang, Đức Thầy giao cho ông Đình Tây các pháp bảo đi diệt trừ nghiệt súc. Sấu rất khôn, đang phá phách nghe tiếng ông Đình Tây thì lặn trốn mất, như kiểu trẻ trâu bị bố gọi về. Ông Đình Tây bèn nói to: "Bớ nghiệt súc, nếu chưa tới số thì từ nay yên lặng, đừng nổi lên gây hại xóm làng, còn như mạng căn đã hết thì hãy sớm chịu oai trời." Từ đó sấu nằm im dưới đáy sông, hết hó hé gì nữa. Khi nào đói, nó chỉ cần há mồm ra hứng, cá tôm sẽ lội vào. Do đó nó càng lớn, dài đến mấy chục cây số. Lâu ngày, phù sa bồi lấp thành cồn nổi giữa sông. Người dân sinh sống trên đó, nằm lâu, nó bị nhức mỏi xương khớp, tê bì chân tay mà trở mình cục cựa. Vậy là đất lở, nhà sụp. Người ta lặn xuống xem thì hớt hải bỏ lên vì thấy một khối đen dài nằm dưới đáy, có hai con mắt rất to. Một nhóm thợ săn từ miệt U Minh lên Vàm Nao bắt nó lấy le, nhưng người thì mất mạng, người thì bỏ chạy kêu cứu: "Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, trời ơi." Tuy đáng sợ, nhưng nó rất công bằng, gặp người hiền thì độ, gặp người dữ thì trừ. Vì thế, ngư dân thương hồ qua lại không dám gọi tên tục là xấu này xấu nọ, mà gọi bằng ông Năm Chèo. Ngày nay, tại đình Thới Sơn vẫn còn ao sen lớn, nơi được cho là ông Đình Tây thả nuôi con cá. Còn có ngôi mộ của ông và nhà thờ cúng các món pháp bảo, thu hút khá đông khách thập phương đến hành hương chiêm bái. Bạch Cốt Tinh.
Truyền thuyết dân gian gây ám ảnh phần 4, Bạch Cốt Tinh. Nếu ai đã từng xem Tây Du Ký sẽ không thể không biết Bạch Cốt Tinh với sở thích ăn thịt đường tăng. Nhưng có thể bạn chưa biết Việt Nam cũng có Bạch Cốt Tinh vô cùng đáng sợ. Tương truyền vào thời Hậu Lê, trên đất Phong Châu nay là Vĩnh Phúc, có một đôi vợ chồng hiếm muộn sinh được một cô con gái vô cùng xinh đẹp, thích mặc áo lụa đỏ và đi đu đưa với các anh trai làng. Có thể nói nàng là tổ của các loại matcha trà xanh đá xay hiện nay, khiến các anh chỉ có say như điếu đổ, bỏ vợ bỏ con cung phụng cho nàng. Nhưng không may, trong một lần làm sugar baby cho một viên quan thì bị vợ ông ta phát hiện. Bà ta cho người tác động vật lý khiến matcha đi chầu ông bà tại chỗ. Viên quan kia cũng chả dám can ngăn, xác nàng bị vùi ngoài đồng đến khi tan rã chỉ còn lại bộ xương trắng và hóa thành yêu tinh. Cái nết đánh chết không chừa, nàng thích nhập hồn vào các cô gái xinh đẹp để chiếm xác. Hễ nam giới bị quấn lấy thì đều trở nên điên đảo mê muội, mất hết thần thái, và nó sẽ sống cuộc đời còn lại của người bị nhập xác cứ thế luẩn quẩn trong luân hồi. Nếu bị phát hiện nó sẽ xuất đi, nhưng người bị nhập nếu không lấy lại hồn sẽ sống thực vật suốt đời. Vì thế Bạch Cốt Tinh được xếp vào một nhóm thuộc ngạ quỷ. Ngày nay tuy nó không được nhắc tới nhiều, nhưng người ta tin nó vẫn còn phù hộ cho các chị em tiểu tam khởi nghiệp thành công. Ngọc Tỳ Bà, Trúc Kim Trung. Những truyền thuyết dân gian gây ám ảnh phần 3, Ngọc Tỳ Bà và Trúc Kim Trung. Chuyện kể rằng vua Nhân Tông trong một lần đi tuần gặp trời mưa to, ông kẹt lại bên bờ hồ Trúc Bạch nên bày ra nhậu sương sương. Bỗng ông nghe có tiếng khóc than thảm thiết. Ông bèn kêu thị vệ và thái giám lại thì họ nói không nghe thấy gì. Nhưng vừa dứt lời thì ông lại nghe thấy tiếng khóc nỉ non. Ông rót chén rượu, hắt ra phía có tiếng khóc nói rằng nếu có u hồn nào uất ức thì cứ thực tâu bày, cớ sao nửa ẩn nửa hiện tính hù dọa hay chi. Tiếng khóc bỗng im bặt, ông cũng thấy rén nên không nhậu nữa mà đi ngủ. Nửa đêm, ông thấy hai người con gái rất đẹp đội một phong thư, quỳ xuống tâu rằng chị em thiếp trước thờ vua Lý Cao Tông được nhà vua yêu quý, không may phận rủi thời suy, bị kẻ gian bắt trộm định bán đi, nhưng bị người ta trông thấy nó sợ tội nặng nên đem giam nơi này, tới nay đã hơn 200 năm, nay xin người thánh minh soi xét. Vua tỉnh giấc thấy quả có một phong thư, mở ra xem thấy một tờ giấy trắng có 71 chữ nhưng toàn ten cốt không hiểu được, bèn cho mời các quan đến hỏi, nhưng ai cũng lắc đầu bó tay, thế là vụ việc bị gác lại. 3 năm sau, vua nằm mộng thấy một vị thần và đem chuyện này ra hỏi thì mới biết hai người con gái ấy là yêu thần của chuông vàng và đàn tỳ bà. Khi xưa vua Lý Cao Tông chế nhạc đặt tên chuông là Trúc Kim Trung, đàn là Ngọc Tỳ Bà, vua rất yêu quý cất vào nhạc phủ cẩn thận. Đến đời Huệ Tông trễ nải chính trị, ruồng bỏ nhạc công, hằng ngày chỉ say sưa bay lắc nên một tôn thất tên Trần Lục thừa cơ lấy trộm, không ngờ bị Nguyễn Trực trông thấy định báo lên phường. Lục sợ mắc tội liền đem chôn tại bờ hồ Trúc Bạch, lâu ngày thành yêu. Vua tỉnh giấc bèn truyền thị vệ theo lời dặn đi tìm, quả nhiên đào được một quả chuông vàng và một cây đàn tỳ bà ở bên hồ. Từ đó vua bỏ rượu mà sống lành mạnh hơn. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hãy follow kênh Vẽ Kể Chuyện để có thể đón xem những câu chuyện tiếp theo nhé.